Chào các bạn nha, chúng ta lại quay lại với lại bài ôn tập Calat tiếp. Và lúc nãy mình nói cái từ gì nhỉ? Perk mà mình không có biết đó. Bây giờ mình dò ra nè, nó nhiều nghĩa quá, nhưng mà tóm lại cái nghĩa mà mình thấy ổn nhất đó là bằng với meu, là rất, khá, nhiều, hết sức. Nhưng mà lúc đấy mình đã chọn cái từ achu rồi các bạn, achu rồi, meu và achu. Bu và Chu, cái câu số 20 á, câu số 20 A Chu là gì các bạn nhá? A Chu sarang hanta, Bu sarang hanta. À cái chỗ nào nhỉ? Cheka. Tức là câu 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 một này nè, cái lúc mà mình nói là mình nói mình không biết từ perk có nghĩa là gì luôn, bây giờ mình lật lại ha. Thì mình sẽ nói là chúng ta luôn có cái câu cửa miệng bắt thành thuật ngữ rồi là chang tự cô tara haseo ha, lúc nào trong tiếng Hàn cũng sẽ có cái kiểu như vậy. Giáo viên nói với học viên là chang tự cô tara haseo, chang tự cô tara haseo ha, là hãy nghe cho rõ rồi làm theo. Nên cho dù là khớp này ta có đúng biết chăng nữa thì cũng không đúng theo câu thành ngữ ha. Cũng may quá mình không biết nhưng mà chọn cũng bị đúng rồi. Câu số 3 của trợ từ hả? Usa là phụ từ, trợ từ đấy. Hyungun 운동을 다 잘하지만, anh tôi thì gì nhỉ? Chơi giỏi tất cả các môn thể thao nhưng mà ha, 축구를 잘합니다. Giỏi cái gì cũng giỏi nhưng mà phải giỏi nhất ha. Giỏi nhất cái gì đó thì là gì? 많이 거의 특히 별로, 특히 đặc biệt là phải có cái gì đó để làm nổi trội cái giỏi trong một cái đống giỏi đó chứ ha. Đặc biệt là chơi chúc cù, đá banh rất là giỏi ha. Câu số 4. 가족이 모두 고향에, làm sao nhỉ? 가족이 모두 고향에 있기 때문에 서울에서는, 서울에서는 살아요. 뭐지 nhỉ? Gia đình tôi thì gì? Vì gia đình tôi tất cả đang sống ở quê. Sau đây sẽ là Seoul. Sống ở Seoul. Tô lặp lại lần nữa, hàm kê cùng nhau. Hôn trà so một mình. Haru cho nguyên là suốt ngày, suốt một ngày dài. Vì gia đình tôi tất cả đều ở quê rồi cho nên là một mình tôi sống ở Seoul. Hợp lý không? Câu số 5. 지금은 전화를 안 받으니까. Bây giờ tôi không nhận điện thoại nên là 이따가 lát nữa ha, 한번 해보겠습니다. À không, ý là mình nói người kia chứ ha, tức là mình gọi điện thoại mà người ta không nghe máy nha. Bây giờ người ta không nghe điện thoại nên là lát nữa tôi sẽ thử gọi lại một lần nữa ha. 다시 한번, câu thành ngữ luôn ha. 다시 한번 해보겠습니다. Sẽ thử lặp lại lần nữa, làm lại một cái việc gì đó. 한국에 온 지, 온 지, 니언 지 되다 네, 니언 지, rồi 이가 되다, làm cái gì được bao nhiêu lâu rồi, làm cái gì được bao nhiêu lâu rồi các bạn nhé. Mình đã ở Hàn Quốc, mình đã đến Hàn Quốc được 3 năm rồi ha. Aka là lúc nãy, hang sang là luôn luôn, bần sơ là đã, rồi achit là vẫn, còn ha, vẫn còn. Bây giờ đã rồi ha. Bây giờ thường đi với lại quá khứ. Tôi ở Seoul kìa ha. Tiếp theo, 약속. 약속 시간이 làm sao nhỉ? Giờ. Lâu lâu có tiếng xe tải á, tại mình đang ngồi ngay chỗ cái phòng này nó hơi gần đường á. Hình như có cái video kia mình quên loại bỏ tạp âm ấy, nó sẽ hơi rõ tiếng xe tải, xin lỗi các bạn nhé. Video này mình sẽ cố gắng chú ý lại. 약속 시간이 한 시간이나 지났는데, giờ hẹn thì nó đã trôi qua một tiếng rồi, khoảng một tiếng. Ina này này cũng có thể dịch là khoảng ha, nó đã trôi qua khoảng một tiếng rồi nhưng mà 친구가 안 왔습니다, người bạn của tôi thì không có đến. À mà có lẽ là achit vẫn chưa ha. Achit cộng với phủ định ha, achit an, achit an,
vẫn chưa đến ha. A chu là rất, a ni là không. Chúng ta chọn đáp án số 1, 2. Số 8, Sitsarun nhỉ? Tân ngữ này ha. Tân ngữ là gì? Tân ngữ là cái mà bị động từ tác động lên. Sitsarun ore hanun gosi, còn gang e chosun nida là gì? Cái gì đó tốt cho sức khỏe, cái việc mà làm cái gì đó lâu, ăn sáng lâu, ăn dùng bữa lâu. Sitsa là dùng bữa hoặc là ăn, cái việc mà ăn lâu hả thì tốt cho sức khỏe hả? Người ta bảo bên mình tiếng Việt gọi là gì? Ăn kỹ thì no lâu hả? Nhai ăn chậm nhai kỹ thì là no lâu. Pali là gì? Đã ore rồi lại còn pali. Ore là lâu, còn pali là nhanh. Chân chân hi là gì? Chậm. Ăn chậm nhai kỹ thì là tốt cho sức khỏe ha. Ăn chậm nhai kỹ thì tốt cho sức khỏe, đúng không? Cái này là bác sĩ cũng khuyên dùng mà ăn chậm nhai kỹ. Tại biết sao? Khi mà chúng ta nhai thì cái nước miếng của chúng ta nó sẽ hòa vào cái vị của thức ăn á. Thứ nhất là nó làm cho món ăn nó ngon hơn, thứ hai nữa là gì nhỉ? Hình như là nó tốt hơn cho các bạn khi mà chất ăn nó xuống dạ dày ấy, nó tiêu hóa tốt, đỡ phải mệt dạ dày. Nên là nhiều người mà ăn quá nhanh này, rồi ăn rồi vừa xem tivi vừa nghe nhạc vừa xem phim các kiểu là nó làm ảnh hưởng đến dạ dày, bởi vì cơ thể của chúng ta chỉ có tập trung vào được một kỹ năng thôi các bạn ạ. Vừa ăn thì là ăn thôi, tập trung vào ăn thôi, thì nó vẫn hoàn toàn dùng toàn bộ cơ thể, dùng toàn bộ ý thức để mà dành vào cái việc mà tiêu hóa thức ăn thì nó tốt. Còn nếu mà bạn phải phân tâm, bạn vừa ăn làm cái này bạn vừa làm cái kia thì cơ thể chúng ta nó bị phân tâm quá nhiều, làm việc sẽ không tốt. Các bạn thử nghĩ coi, các bạn vừa nghe điện thoại, các bạn vừa viết email, các bạn vừa trả lời nhân viên thì thử xem các bạn làm tốt được không? Không thể nào, đúng không? Chúng ta không thể tập trung vào một quá nhiều việc cùng một lúc. Câu số 9. Cho nên là gì? Cái đây này mình nói nốt nhé, tức là khi mà bạn tập trung vào một việc á thì cái năng suất của cái việc đấy nó tốt nhất. Còn khi bạn chia phân tâm mình ra thì giống như là cái năng suất làm việc á của cơ thể mình nó bị giảm đi. Viết email thì cũng không viết ra xong, viết vừa nói điện thoại xong viết nhầm qua nhầm lại lẫn lộn tùm lum hết, nó làm mất thời gian của công việc ha. Vừa ăn vừa coi phim đó đấy thì sao? Nó tổn hại cái dạ dày của các bạn ấy. Nó không dành hết máu để mà nó tiêu hóa cái tập trung vào dạ dày để tiêu hóa thức ăn ấy. Cho nên là gì? Bạn dễ bị gọi là gì? Đau dạ dày các kiểu. Mình chỉ biết sơ sơ thôi, không biết biết hết đâu, nhưng mà cũng bày đặt nó một tí cho nó cho bài học nó đỡ nhàm chán. Sau đây chị Hà chơi Aneso ở trong gì? Trong cái tàu điện ngầm ở Seoul ha. Thì sao? Mulkal phanen saram bonsu isnida. Thì chúng ta cũng có thể là gặp những cái người pro tà ở đây, không có hoàn toàn là nghĩa là nhìn thấy đâu nhá. Chúng ta cũng có thể là bắt gặp này, hoặc là nhìn thấy, đọc, xem, nó nhiều nghĩa lắm nhá. Chúng ta cũng có thể gặp được người bán đồ vật gì đó, họ bán đồ vật gì đó. Ở đây biển lộ nó bù a chu ca cưng là gì? Giống như là trợ từ, giới từ, phó từ đấy ha. Biển lộ là không, hầu như là không như thế nào lắm. Nó bù là rất ha. A chu nó bù là kiểu chê á nha. Than vãn nóng quá, lạnh quá, khó quá, ôi bực bội quá thì no mu ha. Nên chúng ta không dùng trong những cái lời mà khen ngợi được, không dùng no mu cho khen ngợi nhá, dùng a chu cho khen ngợi được. A chu là rất thì phải có tính từ đằng sau, rất tính từ. Biển lô thì thường là cộng với phủ định. Biển lô an chuaio là gì? Không thích cho lắm. Biển lô an yepoio là không đẹp cho lắm. Biển lô interior là cũng bình thường thôi ha. Biển lô interior cũng bình thường thôi. Ca cơm thỉnh thoảng. Câu số 4. Thỉnh thoảng ha. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể gặp được những người bán đồ ở cái tàu điện ngầm của Seoul ha. Ở Seoul. Cho nên muốn hơi xa ế thà ni ki tìm nè. Vì tôi đi làm ở công ty thương mại hoặc là công ty mậu dịch ha. Quê cúc cư đó chúng ta ngưng khăn nhỉ ta.
À, vì tôi đi làm ở công ty thương mại mậu dịch thì thường là giao thương giữa nước này với nước kia chẳng hạn ha, thì mới bao giàu được ha. Bán hàng trong nước thôi chưa đủ, bán hàng ra nước ngoài nữa thì mới bao giàu được, thu ngoại tệ về thì mới bao giàu được ha. Ví dụ như ở trong nước thì giá chúng ta để là 1 đô đi, thì ra ngoài nước ngoài chúng ta bán là 1,5 đô chẳng hạn. 1,5 đô chúng ta tính luôn cả chi phí là hải quan này nọ nữa ha, thì chúng ta ví dụ như chi phí hải quan thì ít thôi, nhưng mà chúng ta đẩy giá lên chúng ta lời được hơn ha. Thay vì một 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 hàng đó chúng ta bán ở trong nước ha, ví dụ như là tập đoàn hàng tiêu dùng Masan đã làm cả nước tương Chinsu, ra thị trường Nga nữa đó, ra thị trường này Nga Chinsu tỏi ớt nước mắm Chinsu này nọ các kiểu họ vẫn tuồn ra nước ngoài đó. Và 1 đô đấy thì quên, một một sản phẩm với họ bán theo trình đô, họ thu được về ngoại tệ cho nước mình, thì đó là một cách làm cho dân giàu nước mạnh đấy ha. Rồi cho nên vui giấc khuê xa ấy. Tiện đang nói đến Masan thì mình chia sẻ luôn những cái mà nói là nước mắm mà tổng hóa chất này nọ, thì mình cũng đã từng có một thời gian làm trong Masan, và mình cũng không phải bênh vực gì Masan đâu nhé. Mình cũng có làm trong ngành nước nước tương cơ, không phải nước mắm đâu, nước tương cơ. Nhưng mà các bạn ạ, họ làm ra mà họ ăn luôn chứ không phải là họ làm ra là họ không ăn nhé. Hồi đó là nhân viên trong công ty, rồi làm ra là nhân viên ăn luôn, và họ họ là những người trực tiếp làm, trực tiếp ăn những sản phẩm như thế. Thì tại sao mà dám nói là, tại sao mà chúng ta lại có thể nói là bỏ hóa chất vào mấy cái đấy được? Toàn bộ công ty của người ta cả mấy trăm người đó, người ta buổi trưa người ta vẫn ăn cơm với cái những cái sản phẩm người ta làm ra cơ mà, không hề có hóa chất đâu các bạn ạ. Mình đều là tâm sức của người Việt Nam, và những người trong tập đoàn Masan đấy mình nói thật toàn là các anh chị giỏi không các bạn, toàn đi du học ở Úc, Canada, Pháp đồ về không đó nha, học giỏi lắm, họ quy tụ, họ chế độ đãi ngộ nhân viên cực kỳ tốt. Nhưng mà hồi đó mình không có duyên với họ, với lại mình làm với một bác người Hàn á, mình phiên dịch cho bác ấy, bác ấy khó tính quá mình chịu không nổi ấy. Nên là mình trở về thì mình chuyển sang làm lĩnh vực giáo dục. Thế là từ giờ là mình từ đấy là mình làm về giáo dục luôn á, cho nên là mình cảm thấy là tâm huyết về giáo dục hơn. Rồi là cho nên là mình mới nói là gì, họ toàn người giỏi không đó các bạn nào, toàn những người giỏi, họ chiêu mộ những người du học sinh ở các nước khác về, toàn những người giỏi được không đấy, cho được không phải đùa đâu. Làm sao mà họ lại có thể, người giỏi người đọc sách nhiều thì làm sao lại có cái suy nghĩ là đầu độc dân tộc của mình được, không hề đó các bạn ạ. Các bạn phải có cái tầm nhìn cho nó xa hơn ra, đấy là chiêu trò kinh doanh bẩn đấy. Người ta tung tin này nọ để mà gì, hạ bệ đối thủ mà tung tin bẩn đấy. Thực ra mình cũng là người trực tiếp đi đến những cái lò nước mắm ở Phú Quốc của Masan đấy, mình cũng từng đến những cái lò mà làm ra nước tương này đó, họ lên men chuẩn này nọ đấy, thì làm gì mà có cái gọi là bị cái này bị cái kia hóa chất này nọ. Đấy là chiêu trò kinh doanh bẩn của đối phương người ta thôi, mình không bênh ai hết. Đó là cách mà mình nhìn nhận vấn đề. Khi mà các bạn đọc sách nhiều lên, các bạn sẽ biết rằng gì, cái mà cái cách mà người ta làm ra một sản phẩm, người ta tâm huyết, và người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, Masan là tập đoàn hàng tiêu dùng hàng đầu của Việt Nam. Các bạn ăn bất cứ một sản phẩm nào trong trong gia đình các bạn đều có hình bóng của Masan đấy các bạn ạ. Kokomi cũng của Masan, Omachi cũng của Masan, Chinsu cũng của Masan, Nam Ngư cũng của Masan, Đệ Nhị cũng của Masan, đấy mình làm hồi đó, Vĩnh Hảo cũng của Masan, rồi gì nữa nhỉ, 247 cũng của Masan, Lemona khoáng chanh cũng của Masan. Các bạn thử hỏi xem người ta dùng bao nhiêu là tâm sức ra để người ta giành giành hết cái thị trường đó ở Việt Nam. Thì cũng giống như người Trung Quốc, người ta chỉ bán hàng cho người Trung Quốc thôi, người ta giàu đấy. Thì Masan người ta cũng có một cái tư thế như vậy, mình không bênh ai vực ai khác, nhưng mà là đây là ý kiến khách quan của mình nhé. Các bạn đọc sách nhiều lên thì các bạn sẽ biết rằng, các bạn hãy đọc quyển sách gọi là gì nhỉ, Trên Đường Băng và Cà Phê Cùng Tony, để các bạn biết rằng chúng ta phải trân trọng những con người vì quốc gia. Các bạn đọc rồi các bạn sẽ biết là trân trọng sức lao động của họ rất là nhiều. Còn các bạn không đọc sách, các bạn ít đọc sách mà các bạn cứ ngồi đó anh mùng bàn phím thì thua rồi, thì các bạn không bao giờ mà mở mang được tầm thức. Chúng ta người Việt Nam, chúng ta phải trân trọng sản phẩm của người Việt Nam làm ra. Còn các bạn cứ cứ xính ngoại á, các bạn mua này mua kia, không không có cấm cái chuyện là dùng hàng nước ngoài, công nhận hàng nước ngoài tốt thật, nhưng mà trong nước chúng ta vẫn có những công ty mà người ta đang ngóc đầu dậy, thậm chí là người ta cũng đang vươn lên đấy, mà chúng ta lại đi, người Việt Nam chúng ta lại đi dìm nhau xuống, thì bao giờ Việt Nam mới giàu được? Đấy, chúng ta là người hiểu biết, chúng ta là tri thức, chúng ta phải biết nâng đỡ nhau để cho Việt Nam nó cùng giàu.
Cho nên là gì, nhiều khi mình hỏi tâm thư thì nhiều lắm, nhưng mà nói mà mình không ai nghe. Cho nên là làm video này, các bạn nào mà có học qua cùng với mình thì nghe cái tâm thư đó và mở mang tiềm thức ra ha, và chú ý là đọc sách nhiều lên, đọc sách nhiều lên các bạn sẽ có một cái nhìn khác liền. Các bạn sẽ không còn trách móc tại sao quan thế kia, rồi những cái vụ mà giáo viên thế này giáo viên thế kia, những cái vụ mà giáo viên đánh học viên đó, các bạn xét được một khía cạnh nào đó, đó là điều là do gọi là gì, quan liêu các bạn. Mình chia sẻ là tại vì sau này con mình cũng sẽ đi học, và mình thấy là gì, tại vì lương của họ nó quá ít, giáo viên được lãnh lương quá ít, cho nên người ta không đủ dành tâm sức để người ta không tâm huyết với nghề. Người ta có thể là mua bằng mua cấp, người ta đút lót tiền để người ta có được một cái vị trí như vậy á, nên người ta không tâm huyết với nghề các bạn ạ. Người ta không tâm huyết với nghề, người ta không trọn vẹn tình yêu thương cho con trẻ, người ta không tâm huyết với các bài giảng, nên người ta cảm thấy con trẻ nó quấy nhiễu như vậy là bực bội. Các bạn có biết không, ở bên Hàn Quốc á, giáo viên mà mình đã từng học với họ đều là các giáo viên tham gia vào các tổ chức phi chính phủ nhá. Họ không phải lo vào đồng lương nào hết. Cơm họ ăn, áo họ mặc, tiền điện thoại, tiền lương, tiền bảo hiểm cho con cái, gia đình và vợ con của họ, cái tổ chức đó họ lo hết. Họ chỉ việc cống hiến và cống hiến thôi. Cho nên là gì, chưa bao giờ gặp một ông thầy Hàn Quốc nào mà người ta không tận tâm bao giờ với học viên Việt Nam luôn đó các bạn. Đó, vấn đề là gì, chính phủ Việt Nam không quan tâm đúng mực với lại những cái nghề như là giáo viên, bác sĩ, nghiên cứu sinh, khoa học, các nhà khoa học. Cho nên là Việt Nam mình mới trì trệ như thế này. Cho nên chúng ta là những người trẻ, chúng ta đọc sách nhiều vào, chúng ta mở mang kiến thức để mà chúng ta làm giàu cho chính bản thân của chúng ta, rồi chúng ta làm giàu cho đất nước của chúng ta. Chứ các bạn đừng có ngồi đó mà gõ, ông quan này thế này, ông quan này thế kia. Chúng ta có thể thay đổi bản thân chúng ta trước, rồi hẳn thay đổi thế giới. Đó, rồi chúng ta tiếp tục nào. Cho nên, bố giờ khỏe xa ế thà nì nân tèm nè. Vì Taniki chẳng nè, tôi vì làm việc ở một công ty mậu dịch cho nên là tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài ha. Chà chủ, được chưa ha. Câu số 11 ha. Han cung nha, chúng ta đọc là han cung. Kiyok cộng với mi ầm. Kiyok cộng với mi ầm thì cái kiyok này biến thành yên ha. Nên chúng ta sẽ đọc là han cung mà rừng. Nên người Hàn người ta đọc rất là nhẹ, còn người Việt mình đọc rất là nặng, rất là dở ha. Han cung mà rừng là thôi rồi đó, thua rồi đó. 한국말을 잘 하려면 지금보다 열심히 공부해야 합니다. 공부해야 합니다. Trong tiếng Hàn mà các bạn chú ý thì họ sẽ có trọng âm, dấu nhấn. Chứ cái tiếng Hàn của họ nó không có dấu, nhưng mà họ đọc theo kiểu trọng âm, dấu nhấn ha. Nếu muốn giỏi tiếng Hàn hơn thì hãy học chăm chỉ hơn bây giờ. Cốt là gì? Ngay thẳng ha, ngay thẳng, ngay lập tức. Thơ hơn, thơ là ít hơn, chan là chan, chan cộng với động từ, còn lại là giờ sim hi cộng với động từ rồi. Chan giờ sim hi thì nó không phù hợp với văn phong của Hàn Quốc nên mình không chọn. Số 4, thơ vô lý quá. Thơ giờ sim hi cộng bu hè ya mi ta, chăm chỉ hơn bây giờ ha, chăm chỉ hơn so với bây giờ. Mình sẽ chọn đáp án số 2 nhé, đáp án số 2 rồi. Phải xóa thì mới kéo được xuống cái khác. Cái này phải thu vào bắt đầu mới kéo được cái trang, xong lại thả ra. Tại vì như này là bắt đầu nó thực hiện chức năng của cái bút này á, cho nên mình không kéo lên kéo xuống được, nhưng mình phải xóa thì mình kéo được. Tiếp theo, câu số 12. 우리 모두 약속한 일은. Định ngữ này. Những cái công việc mà chúng ta, tất cả chúng ta đã 약속 ở đây không có phải là hẹn hò bình thường, mà là gì? Kiểu như là gì nhỉ? Jack shop ở đây còn có nghĩa là gì? Những việc mà tất cả chúng ta đã một tin Jack shop hand in là gì? Tất cả những việc mà chúng ta đã hẹn ước với nhau là gì nhỉ? Jack shop có nghĩa gì hay hơn mà mình quên rồi nè. Ngoài hò hẹn thì còn là gì nhỉ? Đính ước. Rồi gì nhỉ? Kiểu như là quy định. Quy định đi, cũng có thể dịch cái từ quy định ha, nhưng không xác nghĩa lắm nhỉ. Tất cả những cái việc nào mà chúng ta đã định ước quy định với nhau rồi ha, chúng ta đã hẹn với nhau rồi á, thì sao nhỉ? Chỉ khi nên saram tuyển mê ta, thì hãy trở thành cái người mà biết giữ lời hứa. Cốt chỉ kéo ra mê ta, thường chúng ta luôn luôn có từ là cốt, bắt buộc phải giữ cái gì, giữ những cái điều mà chúng ta đã hẹn với nhau rồi, đã hứa với nhau rồi. Hàng giác sốt, trời ơi, giác sốt còn có việc là có nghĩa là hứa hẹn,
đấy, nói mãi bây giờ mới ra đúng không? Hò hẹn, hứa hẹn là một đó ha, những cái điều mà chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi thì chúng ta phải giữ. Lúc nãy là mình chỉ để ý cái việc định ngữ trước này thôi nhá. Còn này nè, ika tê tà này, hãy trở thành người mà, hãy trở thành người mà giữ đúng hẹn ha. Cái cốt để chúng ta có thể dịch có thể không ha, nhưng mà chúng ta bắt bản bắt buộc là gì, văn phong của bên Hàn á, để nó phải có chữ cốt của đó. Hãy trở thành người mà nhất định giữ lời hứa ha, nhất định giữ lời hứa, hoặc là hãy trở thành cái người mà nhất định mà giữ giữ đúng những cái việc mà tất cả những cái việc mà chúng ta đã hứa hẹn. Dịch lại này, hãy trở thành người mà, hãy nhất định trở thành người mà chắc chắn, dở nha, hãy nhất định trở thành người biết giữ những cái công việc mà, những việc mà tất cả những việc mà chúng ta đã hứa với nhau. Chưa bao giờ thấy mình rực rỡ như thế luôn á. Hãy trở thành người biết giữ những tất cả những việc mà chúng ta đã hứa hẹn với nhau. Thôi đổ tại cái câu nó dở đấy nhá, dịch hoài không ra. Thôi được rồi, đổ lỗi đi, đổ thừa đi, họ họ đổ tên thừa nha, đổ thừa. Thôi nói vậy thôi, nhưng mà ý là các bạn hiểu câu rồi đúng không? Ý là các bạn hiểu câu là được rồi ha. Mình dịch dở đi thì các bạn vẫn hiểu được rồi. Tóm lại là gì? Hãy trở thành một người biết giữ lời hứa, biết giữ tất cả những điều hứa, biết giữ bí mật chẳng hạn ha. Thôi được rồi, hôm nay mình học tới đây nhé. Mình chuẩn bị vào vào lớp giao tiếp cho một bạn rồi. Cho nên là thôi mình ngưng bài đây nhé. Mình chuẩn bị giáo án cho bài cho bạn kia rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nếu muốn học khóa giao tiếp, biên dịch hay phiên dịch thì các bạn hãy thoải mái nhắn tin cho mình nhé. Bởi vì mình không có dạy các lớp sơ cấp, trung cấp. Mình có sơ cấp, trung cấp, nhưng mà những bạn đó là thường là những bạn là gì? Muốn học thật sự thì mình mới dạy. Tại vì mình không dạy những đối tượng mà các bạn ấy học có mấy ngày được bỏ là mình không thích. Nên là mình lựa chọn những bạn mà cam kết học đàng hoàng ha, cam kết học đàng hoàng, học lâu dài, và thường là các bạn đã học sơ cấp rồi sẽ lên sơ cấp 2, trung cấp rồi thì sẽ lên trung cấp 3, rồi sẽ lên trung cấp 4, và những bạn đã học xong trung cấp rồi thì lại nhảy lên lớp giao tiếp. Tức là học trò của mình là những học trò đi lâu dài với mình, đi lâu dài với mình. Nhưng là mình thích những học trò như thế hơn. Còn các bạn mà kiểu sơ cấp học vào cho vui mới được học một hai bài là nghỉ học á, thì mình không 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 ưu ái cho lắm. Rồi được rồi, mà mình cũng chia sẻ luôn là gì, những bạn mà đã không gắn bó, không yêu thích thật sự thì các bạn có thể là các bạn không có duyên với tiếng Hàn, hoặc cũng có thể là các bạn bồng bột đó, các bạn chỉ thấy người ta đổ xô đi học tiếng Hàn là các bạn học cho vui á, thì các bạn đấy kiểu như là đã không có cái tâm huyết với con đường mình đi rồi thì các bạn dễ bị lạc đường lắm. Mình cũng có định hướng cho rất là nhiều bạn rồi, nhưng mà cũng chắc định hướng được 5 bạn thì 2 bạn học với mình, còn lại là 3 bạn kia là bỏ, không có cái gọi là tâm huyết hay là muốn đi theo con đường này lâu dài. Cũng có những bạn là gì, lo cuộc sống, lo mưu sinh, cho nên là bỏ lỡ giữa chừng. Và mình chắc chắn một điều là các bạn ấy tự học thì chỉ được khoảng 30% thôi. Tự học bắt buộc các bạn phải ý chí cực kỳ lớn. Cho nên là mình có cố làm mấy cái video này là động viên các bạn là tự học ạ. Các bạn phải có người dẫn đường cơ, chứ còn các bạn ngồi đó mà các bạn tự ôm sách các bạn học là không bao giờ nhá. Học ngoại ngữ mà tự học á, ngồi ôm sách mà tự học là không bao giờ mà đạt được cái mục đích luôn đó các bạn. Nên là nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi bài, bởi vì mình định hướng rất là rõ ràng, mà mọi thứ trên đây thì đều là tùy thuộc vào thời gian rảnh của các bạn. Các bạn tự học cũng không tốn phí đâu, cho nên là các bạn đăng ký kênh này, với lại một kênh nữa đó là kênh YouTube Chi ơi của mình, gọi là kênh, các bạn cứ gọi là kênh tiếng Hàn Chi ơi là nó ra ha. Rồi, hôm nay mình chia sẻ quá nhiều tâm thư rồi, được rồi. Tâm tình như vậy đúng rồi. Tạm biệt các bạn nhé.